Xin chào các em đã đến với bộ môn sinh học 8 của kênh học trực tuyến Như các em đã biết cơ thực hiện hoạt động co giãn giúp cho cơ thể vận động Vậy khi nào cơ hoạt động và cơ hoạt động như thế nào Và làm thế nào để cơ hoạt động tốt nhất Thì để trả lời được những câu hỏi trên chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay Bài 10 Hoạt động của cơ Trong bài học này chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau đây Một là các em phải đạt được cơ hoạt động như thế nào hai làm thế nào để cơ hoạt động tốt nhất và như chúng ta đã biết cơ thể chuyển động được là nhờ hoạt động phối hợp giữa các xương và cơ qua hệ thống dây chẳng và các dây chẳng này đã tạo ra ba hệ thống đòn bẩy khác nhau giữa xương và cơ đó là đòn bẩy cân bằng đòn bẩy tốc độ và đòn bẩy lực hướng chuyển động của các xương phụ thuộc vào khả năng di chuyển của các khớp xương, còn cơ là thành phần không thể thiếu trong việc thực thi các động tác và giữ cho cơ thể của chúng ta ở trạng thái cân bằng khi đứng thẳng. Và như chúng ta đã thấy rằng là khi ở trạng thái đứng thẳng thì các đốt sống tạo thành các điểm uốn khúc khác nhau để giúp cho chúng ta có khả năng đứng thẳng đúng không nào? Chính vì vậy thì cái trung tâm trọng lực tại các phần khác nhau của cột sống nó sẽ không giống nhau Do đó khi chúng ta muốn cố định được các đốt sống thuộc các phần khác nhau đó Thì các cơ của từng phần này phải làm việc theo cách riêng Và điều này cũng có nghĩa là trạng thái đứng thẳng có được chính là nhờ sự làm việc của rất nhiều cơ và trong trạng thái hoạt động này thì nó đã sinh ra công để đạt được 22% cường độ chuyển hóa trong trạng thái tĩnh Vậy công là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần đầu tiên một Công cơ các em biết không khi cơ co sẽ tạo ra một lực để sinh ra công Và lực đó khi tác dụng vào một vật bất kỳ nó sẽ làm cho vật đó di chuyển chính vì vậy công cơ được sử dụng vào các thao tác vận động và lao động của con người cô lấy ví dụ như là hoạt động sinh công của cầu thủ đá bóng chẳng hạn cầu thủ này đã tác động một lực và lực đó chính là lực gì để giúp cho quả bóng có khả năng đi xa nào à đó chính là lực đẩy vào quả bóng hay là hoạt động kéo gầu nước hay còn gọi một cách khác đó là kéo thùng nước từ dưới giếng lên thì tay của chúng ta đã tác động một lực gì vào thùng nước À đó chính là lực kéo Và tất cả những hoạt động trên thì đều sinh ra công Có nghĩa là nếu có một lực ép tác động vào vật làm cho vật di chuyển một quãng đường S theo phương của lực thì sẽ sinh ra công A và công A được tính bằng công thức A sẽ bằng F nhân S và F bằng trọng lực và bằng 10 nhân M nên công A sẽ bằng 10 nhân M và nhân S trong đó đơn vị tính lực F là Newton, độ dài S là mét, công A là Joule. Một Joule thì bằng 1 Newton nhân mét và khối lượng M sẽ được tính bởi đơn vị kg. Cô lấy ví dụ như là một bạn An kéo một vật có khối lượng 2 kg với quãng đường 1,5 mét. Công sinh ra trong trường hợp này sẽ được tính như sau. A sẽ bằng F nhân S và bằng 10 nhân M nhân S và bằng 10 x 2 x 1,5 và bằng 30 J. Vậy công sinh ra sẽ là 30 J. Và toàn bộ hoạt động của cơ đều chịu ảnh hưởng của trạng thái thần kinh, nhịp độ lao động và khối lượng của vật cần phải di chuyển. Vậy cơ của chúng ta có thể làm việc liên tục được hay không? À không các em nhé Vì nếu chúng ta làm việc liên tục Nó sẽ làm cho cơ xuất hiện sự mỏi mệt của cơ và bộ máy vận động Vậy mỏi cơ là gì? Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 Sự mỏi cơ để chứng minh được sự mỏi cơ, người ta đã làm một thí nghiệm về khả năng sinh công khi ngón tay kéo một vật lên phía trên và có cung chia độ co cơ của ngón tay. Mỗi lần kéo khối lượng của vật sẽ khác nhau thì biên độ co cơ ngón tay cũng thay đổi theo. Như khối lượng vật là 100g thì biên độ co cơ là 7cm, còn khối lượng vật là 200g thì biên độ co cơ sẽ là 6cm, còn 300g là biên độ 3cm, 400g là biên độ co cơ là 1,5cm. Và để tính được công co cơ của từng trường hợp trên, chúng ta phải sử dụng đến công thức A bằng 10 nhân M nhân S. Lúc này các em phải đổi khối lượng từ gam về kg và biên độ co cơ chính là độ dài S cũng phải đổi từ cm sang m cho cô. Cô lấy ví dụ như là khối lượng là 100g thì sẽ bằng 0,1kg.

Lúc này biên độ co cơ của ngón tay là mét, chúng ta cũng phải đổi là từ 7 cm thành à 0,07 m, 6 cm thì bằng 0,06 m và 3 cm thì bằng 0,03 m, 1,5 cm thì bằng 0,015 m và 0 thì chúng ta sẽ giữ nguyên, vẫn là 0 m. Và đến mà cái biên độ đó là chính là công co cơ của ngón tay thì các em sẽ thay số vào công thức đó là a bằng 10 nhân m nhân s thì ta sẽ được trường hợp đầu tiên đối với lại khối lượng là 0,1 kg và biên độ chính là à 0,7 à 0,07 m thì lúc này chúng ta sẽ có là công co cơ sẽ bằng 10 nhân 0,1 nhân 0,07 và bằng 0,07 joule Tương tự như vậy, thì ở các trường hợp tiếp theo, chúng ta sẽ lấy ví dụ trường hợp thứ hai là 0,2 kg và 0,06 m. thì lúc này các em sẽ thế vào công thức thôi, thì sẽ bằng 10 nhân 0,2 nhân 0,06 và bằng 0,12. Trường hợp thứ ba thì sẽ bằng 10 nhân 0,3 nhân 0,03 và bằng 0,09 J. Trường hợp thứ tư là 10 nhân 0,4 nhân 0,015 và bằng 0,06 J Cuối cùng là trường hợp 0,5 kg và biên độ co cơ là bằng 0 Vậy suy ra biên độ co cơ mà bằng 0 thì cũng dẫn tới là công co cơ của chúng ta sẽ là 0 J đúng không nào? Trong thí nghiệm này thì chúng ta có thể thấy rằng với khối lượng là 200g sẽ cho công lớn nhất, còn 500g thì sẽ không tạo ra công cơ đúng không nào? Qua kết quả trên chúng ta thấy để công cơ có thể sản sinh ra lớn nhất khi co cơ để nâng một vật thì khối lượng phải thích hợp và phải có nhịp co cơ vừa phải Vậy theo các em thì khi ngón tay trỏ của chúng ta cứ kéo rồi thả quả cân nhiều lần thì biên độ co cơ của ngón tay trong thí nghiệm sẽ như thế nào? À khi ngón tay của chúng ta mà cứ thả quả cân nhiều lần như vậy thì biên độ co cơ trong quá trình thí nghiệm có xu hướng đó chính là giảm dần. Thế còn khi chúng ta chạy bộ trên một đoạn đường dài chúng ta sẽ có cảm giác gì? À, khi chúng ta chạy một đoạn đường dài Thì chúng ta sẽ có cảm giác đầu tiên sẽ là mệt Cơ bắt đầu có hiện tượng mỏi Và tốc độ về sau sẽ giảm dần đúng không nào? Và vì sao chúng ta lại có cảm giác như vậy? À, có rất nhiều quan điểm khác nhau về cơ chế gây mỏi mệt này Một số nhà nghiên cứu thì cho rằng Sự mỏi mệt này xuất hiện do các nguồn năng lượng trong cơ thể bị kiệt quệ Khi chúng ta làm việc quá sức và cũng có những quan điểm khác, đó là khi chúng ta biết rằng là sự oxy hóa các chất dinh dưỡng tạo thành năng lượng cung cấp cho sự co cơ, nhưng nếu mà làm việc quá sức và kéo dài thì cơ thể không cung cấp đủ oxy để oxy hóa một cái lượng axit lactic trong cơ tích tụ dẫn tới là hiện tượng mỏi cơ và đây cũng chính là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mỏi mệt cơ của chúng ta và hiện tượng mà biên độ co cơ giảm dần khi làm việc quá sức chúng ta gọi đó là sự mỏi cơ. Trong cơ thể khi có sự tham gia của hệ thần kinh trung ương và bộ máy vận động, sự mệt mỏi xuất hiện trước tiên là trong hệ thần kinh trung ương trước và để chứng minh điều này thì các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm là sử dụng máy ghi cơ lực để đánh giá khả năng làm việc của cơ qua việc nâng quả cân lên và kết quả cho thấy tốc độ phát triển của sự mệt mỏi sẽ tỷ lệ thuận với tần số co duỗi của cơ nhưng mà nếu khi mà cái khoảng cách giữa hai lần co duỗi này là 10 giây và quả cân có nghĩa là khối lượng quả cân này nó không lớn thì sự mệt mỏi sẽ không xuất hiện nữa vậy yếu tố quan trọng để phục hồi khả năng làm việc của cơ đã mệt mỏi chính là chúng ta phải biết nghỉ ngơi đúng cách và để chứng minh được thì nhà nghiên cứu lại tiếp tục thí nghiệm, đó chính là thí nghiệm sự ảnh hưởng của các hình thức nghỉ hoàn toàn và nghỉ tích cực lên quá trình phục hồi chức năng của cơ đã mệt mỏi. Ví dụ là nghỉ tích cực sẽ được thực hiện bằng cách là cho tay phải hoạt động, sau khi tay phải mệt thì chúng ta sẽ chuyển sang tay trái để tay trái làm việc. Kết quả cho thấy rằng việc nghỉ tích cực này nó sẽ làm cho chức năng của cơ đã mệt mỏi được phục hồi nhanh chóng và hoàn toàn hơn. Điều này cũng sẽ xảy ra sau hoạt động chạy là khi tham gia thể thao thì chúng ta phải nên đi bộ từ từ để đến khi mà hô hấp chúng ta trở lại một cách bình thường thì mới nghỉ ngơi và xoa bóp. Nói tóm lại là khi mà cơ mệt mỏi thì việc nghỉ ngơi kết hợp với các hoạt động nhẹ trong các nhóm cơ khác nó sẽ tạo ra các trạng thái nghỉ ngơi tích cực sẽ tốt hơn là chúng ta nghỉ ngơi hoàn toàn. Từ đây các em thấy rằng nghỉ ngơi tích cực là cách loại bỏ sự mệt mỏi trong bộ máy vận động một cách tốt nhất. Và để có một hệ cơ khỏe mạnh, dẻo dai thì chúng ta cần phải làm gì? À, chúng ta cần phải thường xuyên tập thể dục để rèn luyện cơ và khả năng co cơ ảnh hưởng bởi nhiều các yếu tố ví dụ như là thần kinh nếu mà hệ thần kinh của chúng ta sảng khoái kết hợp với ý thức cố gắng thì khả năng co cơ sẽ tốt hơn Thứ hai là thể tích của cơ, nếu mà bắp cơ lớn thì khả năng co cơ sẽ mạnh. Thứ ba là lực co cơ và cuối cùng là khả năng dẻo dai và bền bỉ nó sẽ làm cho chúng ta làm việc lâu mệt mỏi. Ngoài ra thì khả năng này còn phụ thuộc vào khối lượng của vật nếu mà vật có khối lượng thích hợp thì sự co cơ sinh ra sẽ lớn tiếp theo là tuổi ở các độ tuổi khác nhau thì có khả năng co cơ khác nhau ví dụ như ở độ tuổi lao động sẽ có khả năng co cơ tốt hơn so với người già và trẻ nhỏ tiếp nữa là sức khỏe nếu có sức khỏe tốt thì khả năng co cơ sẽ tốt cuối cùng là giới tính đa số nam giới sẽ có khả năng là co cơ tốt hơn là nữ và khi chúng ta rèn luyện thì thường sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tăng được thể tích của cơ này tăng lực co cơ và làm cho cơ thể của chúng ta dẻo dai và ở lứa tuổi học sinh thì các em sẽ luyện tập như thế nào để có được một hệ cơ khỏe mạnh à đầu tiên chúng ta phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để phát triển Tiếp theo là các em phải tham gia những hoạt động của nhà trường như là trồng cây này và một số bộ môn thể thao như là bóng chuyền, chạy bộ, bơi, thể dục nhịp điệu. Nhưng những hoạt động rèn luyện cơ hiệu quả nhất đó chính là những hoạt động như là các em chơi bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, chạy bộ, tập thể hình, bắn cung hay là tập yoga. Cô lấy ví dụ như là em Trần Hoàng Thanh, em ấy đã xuất sắc đạt được huy chương vàng ở cự ly ngắn 100m với thông số là 11 giây 29 và từ đây thì chúng ta thấy được là khi mà chúng ta làm việc quá sức và kéo dài thì chắc chắn sẽ dẫn tới hiện tượng đó là sự mỏi cơ và nguyên nhân chính là do cơ thể của chúng ta cung cấp không đủ oxy nên làm tích tụ axit lactic gây đầu độc cho cơ và biện pháp để chống mỏi cơ chính là chúng ta phải lao động và làm việc vừa sức sau khi mà lao động và làm việc thì chúng ta nên xoa bóp cơ và điều đặc biệt là chúng ta phải rèn luyện để tăng được khả năng sinh công của cơ và giúp cho cơ làm việc dẻo dai và cần thường xuyên tập luyện cơ như vậy thì cô đã vừa giúp cho các em hiểu cơ bản về hoạt động của cơ này chỉ ra được nguyên nhân của sự mỏi cơ và giúp cho các em tìm ra được các phương pháp phù hợp với bản thân để rèn luyện cơ và để củng cố nội dung bài học ngày hôm nay thì các em hãy cùng cô trả lời một số câu hỏi sau đây nhé Câu 1. Công của cơ là gì? Công của cơ được sử dụng vào mục đích gì? À, công cơ là đại lượng sinh ra khi cơ co tạo một lực tác động làm cho vật di chuyển Công của cơ được sử dụng trong các thao tác vận động trong lao động Nếu có một lực ép tác động vào vật làm cho vật di chuyển một quãng đường ép theo phương của lực thì sẽ sản sinh ra một công và có công thức tính a sẽ bằng f nhân s và bằng 10 nhân m nhân s. Câu 2, giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ. À, sự oxy hóa của các chất dinh dưỡng do máu mang tới tạo ra năng lượng cung cấp cho sự co cơ và đồng thời sản sinh ra nhiệt và các chất thải là khí carbonic. Nếu lượng oxy cung cấp thiếu thì sản phẩm tạo ra trong điều kiện thiếu oxy là axit lactic. Axit lactic sẽ bị tích tụ và dần dần làm đầu độc cho cơ bị mỏi. Câu 3. Nếu những biện pháp để tăng cường khả năng làm việc của các biện pháp chống mỏi cơ. Để lao động có năng suất cao, cần phải làm việc một cách nhịp nhàng vừa phải, đảm bảo khối lượng và nhịp co cơ thích hợp. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có tinh thần thoải mái vui vẻ. Và việc rèn luyện thân thể thường xuyên thông qua lao động, thể dục thể thao sẽ làm tăng dần dần khả năng co cơ và sức chịu đựng của cơ. Đây cũng là biện pháp nâng cao năng suất lao động. Và khi mỏi cơ thì cần được nghỉ ngơi, thở sâu kết hợp với xoa bóp cho máu lưu thông nhanh. Sau đó thì chúng ta sẽ phải đặc biệt đó là khi mà chúng ta chạy thể thao thì nên đi bộ từ từ cho cho tới khi là hô hấp của chúng ta trở lại bình thường thì mới được nghỉ ngơi và xoa bóp. Câu 4, hàng ngày tập thể dục buổi sáng đều đặn và dành 30 phút buổi chiều để tham gia thể thao, chú ý đừng vui quá sức ảnh hưởng đến lao động và học tập. Hãy theo dõi sự phát triển của cơ sau 3 tháng. Thì câu để mà trả lời được câu hỏi này thì các em phải tập luyện sau đó các em sẽ ghi lại những sự thay đổi của cơ thể của mình đúng không nào? Điều đặc biệt là rèn luyện cơ thể và cơ của chúng ta phải theo hướng dẫn và theo sự phát triển của cơ thể để rút ra kinh nghiệm và điều chỉnh sự rèn luyện tiếp theo sao cho phù hợp với bản thân của mình nhé. Tại sao lại bị chuột rút? À đây là hiện tượng khá là phổ biến đúng không nào? Chuột rút hay còn gọi là bị vọp bẻ là hiện tượng mà chúng ta bị co thắt cơ mạnh và đột ngột khiến cho chúng ta bị đau dữ dội, cứng cơ và tạm thời mất vận động ở một vùng cơ thể nào đó. Và thông thường thì triệu chứng bị chuột rút sẽ xảy ra ở vùng bắp chân này, vùng đùi này, vùng bàn chân nên chúng ta gọi đó là triệu chứng chuột rút chân, vọp bẻ chân. Ngoài ra thì vùng hông này, cơ bụng, cơ lưng cũng thường gặp những cái triệu chứng như vậy. Vậy triệu chứng bị chuột rút có thể xuất hiện do các bệnh nhân như là thiếu canxi này hoặc là kali trong máu, vận động quá sức, đứng hoặc ngồi quá lâu, cơ thể bị mất nước, không làm nóng cơ bắp trước khi vận động. Tuy nhiên thì nếu mà thường xuyên bị chuột rút thì đây là dấu hiệu đáng là lo ngại, có thể là biểu hiện của một số bệnh về cơ xương, ví dụ như là à, chèn ép dây thần kinh này, suy giãn tĩnh mạch ở chân chấn thương xương khớp, bệnh gút và thấp khớp, tiểu đường. Mặc dù triệu chứng bị chuột rút cấp tính chỉ xuất hiện trong khoảng vài giây đến vài phút, nhưng mà sau khi mà cơn đau qua đi thì bệnh nhân thường bị đau âm ỉ kéo dài rất khó chịu. Bên cạnh đó thì bị chuột rút tiềm ẩn những biến chứng đáng lo ngại như là mất vận động, biến dạng cơ thể, tử vong hoặc là làm cho bệnh nhân mất ngủ mệt mỏi thường xuyên cáu gắt, có thể là gặp nhiều tai nạn đáng tiếc, ví dụ như là bị chuột rút đột ngột sẽ khiến bệnh nhân tạm thời mất vận động, nếu đang chạy nhảy, lái xe, bơi lội, nấu nướng thì người bệnh có thể bị ngã, gãy xương, đuối nước. Và sau đây là những đối tượng rất dễ bị chuột rút. Thứ nhất là người làm việc văn phòng thường xuyên ngồi một chỗ, thứ hai là vận động viên bơi lội, chạy bộ, cử tạ, bóng đá. Thứ ba là phụ nữ mang thai, đặc biệt là 3 tháng cuối thai kỳ. Thứ tư là bệnh nhân mắc các bệnh về thận, tuyến giáp và gan, cuối cùng là người cao tuổi. Bây giờ thì các em đã hiểu vì sao mỗi khi mà chúng ta chơi trò chơi vận động hay là chúng ta đến một cái tiết thể dục, chúng ta chạy bộ thì thầy cô luôn yêu cầu chúng ta phải khởi động thật kỹ. Hoặc là sau khi những cái tiết học sẽ có một giờ ra chơi đúng không nào? Giờ ra chơi của chúng ta là khoảng 30 phút. Thì nhà trường luôn yêu cầu là tất cả các học sinh phải xuống, xuống sân để vui chơi giải trí và không được một bạn nào ở trên lớp. Điều này chính là à giúp cho các em không ngồi một chỗ và vận động di chuyển lại để cho cơ thể của chúng ta máu huyết sẽ lưu thông. Và điều đặc biệt là hệ cơ của chúng ta sẽ phát triển một cách tốt nhất. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc, chúc các em có một tiết học vui và bổ ích, xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.